Theo quan niệm của người xưa, phụ nữ sau khi vượt cạn thường phải kiêng khem khá nhiều thứ từ vệ sinh cá nhân, đồ ăn, thức uống để đảm bảo có một sức khỏe tốt nhất về sau. Trong đó, kiêng hải sản là một việc cực kỳ quan trọng. Mặc dù trong hải sản chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cả mẹ và bé, nhưng ngay sau khi sinh xong, mẹ vẫn chưa thể ăn ngay được, phải mất một thời gian để cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Vậy sau sinh bao lâu thì mẹ bầu có thể ăn hải sản? Hãy cùng tham khảo ngay những thông tin sau nhé! 1. Sau sinh bao lâu mẹ bầu ăn được hải sản? Mặc dù hải sản được biết đến là loại thực phẩm chứa rất nhiều dinh dưỡng, tốt cho tim mạch, tăng khả năng miễn dịch, tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên, chính vì lượng protein dồi dào nên hải sản có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón. Chúng có thể làm lạnh bụng, đau bụng và để lại sẹo lồi với những ai sinh mổ. Các bác sĩ sẽ khuyên chúng ta rằng nếu trong gia đình có người bị tiền sử dị ứng với hải sản, rất có thể em bé sinh ra cũng bị dị ứng. Nếu chồng bị dị ứng nhưng vợ không bị, vẫn có khả năng trẻ cũng bị do di truyền từ bố. Nên việc bạn ăn hải sản rồi cho bé bú sữa, có khả năng bé sẽ bị dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe khi còn quá nhỏ. Để đảm bảo an toàn tốt nhất sau khi sinh khoảng 6 tuần trở lên, bạn mới nên ăn hải sản. Các mẹ cũng nên lưu ý, ban đầu chỉ nên ăn với lượng vừa phải để xem bé có bị dị ứng hay không, rồi mới tăng lượng thức ăn lên nếu bé ổn. Tuy nhiên, thường xuyên ăn hải sản trong thời kỳ cho con bú cũng có khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển hệ thống thần kinh của bé. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mẹ chỉ nên ăn 2 bữa hải sản một tuần và mỗi lần 100g thôi là đủ dưỡng chất cho cả mẹ và bé rồi, không nên lạm dụng. 2. Những lưu ý khi mẹ bầu ăn hải sản. Không nên ăn hải sản đông lạnh. Hải sản bảo quản đông lạnh lâu thường rất dễ bị biến đổi thành phần dinh dưỡng. Nếu bảo quản không tốt, có thể khiến cho vi khuẩn phát triển và gây hại cho sức khỏe của con người. Do đó, tốt nhất các mẹ nên lựa chọn những loại hải sản tươi sống, hạn chế tối đa việc ăn hải sản đông lạnh để tránh bị nhiễm khuẩn. Không ăn hải sản với thực phẩm tính hàn. Khi ăn hải sản, bạn nên tránh ăn cùng với các thực phẩm có tính hàn như rau muống, dưa chuột, dưa hấu, nước lạnh, đồ uống có ga. Vì trong hải sản vốn đã có tính hàn, nếu ăn thêm thực phẩm có tính hàn mạnh dễ gây đầy bụng, khó tiêu, cảm giác rất khó chịu trong người. Không ăn hải sản với thực phẩm giàu vitamin C. Không chỉ phụ nữ sau sinh mà người bình thường cũng không nên ăn hải sản với thực phẩm chứa vitamin C. Theo các chuyên gia, nếu hải sản kết hợp với vitamin C sẽ tạo ra một hợp chất gây độc, có thể ảnh hưởng đến tính mạng người. Vì thế bạn cần lưu tâm trong việc ăn uống của mình hơn nhé. Hạn chế ăn các loại hải sản có tính hàn cao như ốc, ngao, sò để giảm tình trạng đầy bụng khó tiêu, trứng bụng của mẹ và tác động đến nguồn sữa mẹ, cản trở quá trình phát triển của trẻ sơ sinh. Bà bầu không nên ăn nội tạng cá hay các loại dầu gan cá vì chúng chứa rất nhiều vitamin A có thể gây hại cho em bé. Cẩn thận khi ăn các loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao bao gồm cá mập, cá ngừ xanh, cá kiếm, cá đuối, cá bơn, cá tuyết, cá chỉ vàng hoặc nội tạng cá, dầu gan cá có thể gây hại cho em bé. Hy vọng với những chia sẻ trên đã mang đến cho các mẹ những thông tin hữu ích về việc mẹ bầu sau sinh bao lâu thì được ăn hải sản. Thời điểm sau sinh và cho con bú là thời gian nhạy cảm, vì vậy hãy lựa chọn và xây dựng một chế độ ăn thật tốt và đảm bảo an toàn nhất cho bản thân và em bé nhé.